ngày 12 tháng 1 năm 2021 tại vị trí nút giao cuối tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi, giao với tuyến tránh thành phố Rạch Giá, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức khánh thành đưa vào khai thác tuyến đường bộ lộ Tẻ Rạch Sỏi do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long quản lý, với tổng vốn đầu tư 6.355 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi được khởi công vào năm 2016 sau 4 năm thi công với nhiều khó khăn, thay đổi từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Đến nay dự án đã hoàn thành và đảm bảo kỹ thuật để đưa vào khai thác. Đây là dự án được quy hoạch là tuyến cao tốc thứ hai ở miền Tây. Điều đặc biệt ở dự án này là được quản lý theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tức là chỉ cho ô tô lưu thông, cấm xe gắn máy. Khi đưa vào hoạt động, thời gian từ Cần Thơ về Kiên Giang chỉ còn 50 phút thay vì 90 phút theo quốc lộ 80. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, việc đưa dự án này vào khai thác vào những ngày đầu năm mới 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp Tết, đồng thời giúp người dân các tỉnh An Giang, Kiên Giang thuận tiện hơn trong việc lưu thông dịp Tết sắp tới. Trong tương lai, tuyến đường này kết nối khu vực phía Tây đồng bằng sông Cửu Long, tạo thành trục song song với quốc lộ 1, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của các địa phương có dự án đi qua nói riêng, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Mekong, vùng tứ giác Long Xuyên nói chung. Dự án đầu tư xây dựng tuyến lộ Tẻ Rạch Sỏi do Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long là đơn vị quản lý dự án. Dự án có tổng chiều dài 51 km, được chia làm hai gói thầu thi công xây lắp gồm: gói thầu 1 nằm trên địa phận thành phố Cần Thơ với chiều dài 24,17 km, 11 km đường gom và 13 cầu và hệ thống thoát nước. Gói thầu 2 nằm trên địa phận tỉnh Kiên Giang với chiều dài 27 km, có 9 km đường gom và 14 cầu cùng hệ thống thoát nước. Điểm đầu của dự án thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, điểm cuối thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Quy mô tương đương đường cấp 3 đồng bằng, có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long cho biết, theo quy hoạch tổng thể, tuyến đường lộ Tẻ Rạch Sỏi là đoạn trực thuộc chân thành đất mũi của đường Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quan trọng kết nối giao thông và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, tuyến đường này còn kết nối trực tiếp với cao tốc Mỹ An Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp và cao tốc N2 Đức Hòa Long An đến Mỹ An, tạo thành dải cao tốc liền mạch dài hơn 150 km xuyên suốt các tỉnh miền Tây. Đến năm 2024, khi cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu khởi công và đưa vào khai thác năm 2026, quãng đường di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Tiên sẽ chỉ còn khoảng 4 giờ lái xe.